Và chúng ta đã đến được sảnh căn hộ cho ngày hôm nay. Đây là khu vực tòa Bắc 6 Time City, một trong những cái tòa ở bên phía bên trong cùng của khu vực Bắc Hill. Thì ưu điểm của cái tòa này thì rất là yên tĩnh. Và giới thiệu thêm với các bạn một cái điểm rất là mới trong cái thời gian gần đây mà bên ban quản lý đầu tư, đó chính là cái khu vực cây xanh rồi tiền sảnh. Tiền sảnh khi mà chúng ta bước vào thì chúng ta sẽ nhìn thấy là có những cái cây xanh như thế này. Thì hiện tại là ban quản lý không chỉ áp dụng một tòa mà tất cả khu tham, tất cả các tòa đều có trồng cây xanh như thế này. Nhìn nó sẽ mát mẻ và cảm giác nó sẽ dễ chịu hơn khi mà chúng ta bắt đầu bước vào bên trong sảnh. Vâng, xin mời mọi người cùng với tôi vào trong sảnh khám phá căn hộ ngày hôm nay. Đây chính là cái ổ khóa ở bên khu vực Park Hill. Khi mà chúng ta bước vào ấy, chúng ta có hai cách để mở cửa. Cách thứ nhất là dùng vân tay, và cách thứ hai là dùng bát bốn số như thế này. Ok. Xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng vào tham quan căn hộ trong ngày hôm nay. Một căn hộ rất là chill, rất là đẹp. Đây chính là cái không gian căn hộ được thiết kế theo phong cách Innoji. Thì chắc hẳn một số bạn đã xem tập trước của chúng tôi làm. Thì một cái căn hộ một phòng ngủ thì có cái thiết kế nó tương đương, nó gọi là gần giống như cái thế này. Bởi vì là nó cũng là cái phong cách đấy, cũng là theo phong cách Innoji. Tuy nhiên căn hộ của chúng ta trong ngày hôm nay là căn hộ hai phòng ngủ rộng hơn và có nhiều cái nét đẹp và thoáng đãng hơn. Đầu tiên phải kể đến đó chính là khu vực bếp. Khu vực bếp này để chúng ta nhìn đây. Khi mà bước vào cửa thì chúng ta sẽ nhìn ngay là một cái không gian thoáng mở ra trước mắt. Nó không bị gọi là quá là bí như là ở một số căn hộ khác mà mất rất là nhiều diện tích khi lối đi vào. Đấy, khi mà vào thì cũng giống như lần trước. Thì chúng ta ở mỗi nhà đều có một cái chỗ để ngồi như đây. Rồi cởi giày này, để ô này, để mọi thứ. Chúng ta không muốn mang vào nhà để giày dép các thứ vào đây đó. Và sau đó là soi gương trước khi ra ngoài hoặc trước khi vào, soi gương đây, một cái gương rất là hay. Đặc biệt là cái khu bếp này vẫn giữ theo cái form của chủ đầu tư thôi. Tuy nhiên thì chủ nhà có phá đi cái bức tường chắn này và thay vào đó thì là hai cái chiếc ghế quầy bà rất là xinh xắn như thế này. Một gia đình trẻ khi mà ngồi ăn uống, ngồi nấu bếp đây, để món ăn ở đây, ngồi ăn uống đơn giản như thế này thôi. Tuy nhiên là nó vẫn giữ được cái sự gọi là lãng mạn hay là ấm cúng đó. Khi mà có cái đèn trần hắt xuống như thế này thì rất là vui. Thì bên cạnh đó thì phải kể đến đó, cái là cái sự tinh tế trong cái việc thiết kế. Ví dụ như mọi người có thể nhìn thấy đây là những cái đường vòm cong mà chủ nhà làm thêm, hoàn toàn là làm thêm vào chứ không phải là của chủ đầu tư ban đầu. Thì để nó khớp với lại cái thiết kế căn nhà đó, thì nhìn cảm giác nó uyển chuyển và nó có điểm nhân nhá hơn đó. Rồi mọi thứ thì cũng đầy đủ hết, tủ lạnh rồi khu bếp các thứ đều ok đó. Tiếp đó là vào bên trong phía phòng khách thì ngoài cái chỗ quầy bar chúng ta ăn nhanh ra thì vẫn có một cái bàn ăn 4 người như thế này. Thì trên bàn ăn này có này đồng hồ này, rồi kèm theo là chỉ phao, những sự trang trí rất là tinh tế và cực kỳ là khớp mắt. Đó, mọi người nhìn thấy trên trần nhà rồi cũng có những cái điểm nhấn nhá, cột. Nhìn nó sự hài hòa, thật sự rất là hài hòa. Đây, và tiếp đó là cái khu vực phòng khách, là một cái khu vực quan trọng nhất của ngôi nhà. Đấy, thì đối với một căn hộ theo phong cách Innoji thì chủ nhà với tổng diện tích là gần 80 mét tim tường thì chủ nhà cũng tương đối là
đã tính toán trước về cái diện tích đó, nên là cũng chọn những cái đồ vừa phải với lại cái phòng khách này thôi. Cái đệm này cũng vừa đủ cho hai vợ chồng với lại con, hoặc là một vài khách thôi, cũng không thể là làm to quá, nhìn nó sẽ rất là chật nhà và bí nữa. Đây là chỗ khu vực để tivi, khoảng cách cũng rất là ok, rất là hợp lý. Và bên cạnh phòng khách đó chính là cái ban công. Đây là phải nói là điều quan trọng nhất được cái ngôi nhà để mà hút sinh khí hay là lấy ánh sáng từ bên ngoài vào. Và đây là view nội khu đó, view nội khu hướng hoàn toàn gia chủ cũng có thể hoàn toàn làm thêm cái bàn nhỏ ngoài đây hoặc là làm gì đó cũng được, trồng cây đó, rất là thoáng. Đây, và phía giữa ngôi nhà thì chủ nhà không quên làm thêm đồ trang trí đẹp như thế này, một số tác phẩm nghệ thuật này, rồi những quyển sách hay là những cái cây như thế này rất là mắt mắt và đẹp. Nó tạo cho cái khi mà về ngôi nhà nó có cái gì đó điểm nhấn giữa ngôi nhà. Thì thay vào đó nhiều nhà có thể là làm bình rượu hay là phòng thờ cũng đều rất là ok. Như chủ nhà thiết kế như thế này tôi thấy rất là hợp lý. Và chúng ta cùng đi xem cái căn phòng đầu tiên xem là chủ nhà thiết kế như thế nào, xin mời các bạn. Thì bước vào căn phòng đầu tiên thì thật ra thì nó cũng đơn giản thôi. Cái phòng này là phòng đầu tiên thì ánh sáng thì sẽ lấy chủ yếu là từ lô ra. Chỗ này là phơi phóng này, như mọi người cũng biết rồi. Thì đây cũng sẽ có những cái bức tranh, rồi kèm theo đó là đèn điện đi ngầm, tạo nên cái sự ấm cúng hơn và nhìn nó tinh tế hơn cho cái căn phòng này. Rồi cũng có tủ quần áo, mọi thứ, giường. Rồi tiếp theo chúng ta cùng đi sang cái phòng ngủ master, phòng ngủ to nhất trong ngày hôm nay. Phòng ngủ master chính là cái phòng ngủ mà có nhà vệ sinh ngay ở bên trong phòng và nằm cạnh ngay phòng khách. Đó, xin mời các bạn. Đây chính là cái phòng master. Phòng master này thì có diện tích rộng hơn phòng bên kia. Thì chủ nhà cũng làm gương chiếu sáng này, có thể là cho các chị em phụ nữ trang điểm vào mỗi buổi sáng chẳng hạn, hay là trước khi đi ngủ. Cũng khá là nhỏ nhắn thôi. Chiếc giường vừa đủ cho hai vợ chồng. Còn đâu đấy nếu mà muốn làm thêm setup thêm cái chỗ này, có thể là làm thêm cái, nếu mà được thì làm thêm một cái gì đó mà nó có thể ngồi đây này, thỉnh thoảng ngồi ở đây ngắm hoàng hôn thì cũng vẫn ok nhé các bạn. Đó, nhìn ra xa kia thì ngắm hoàng hôn check thôi, check rất là đẹp buổi chiều. Xong rồi ngồi đây đọc sách cũng khá là chill này. Thì nếu mà tôi thì tôi cũng sẽ làm thêm một cái ghế dài êm chỗ này nữa thì khá là thích. Và bên cạnh đó thì là sẽ có một cái nhà vệ sinh đơn giản thế này thôi, giống như một số căn hộ mà chúng ta đã từng review trước đây. Rồi chỗ để quần áo đó. Bên bắc này thì được cái là căn hộ hai phòng ngủ được chủ đầu tư tối ưu, nhìn rất là hợp lý. Thứ nhất là hai các phòng ngủ đều ánh sáng tự nhiên này, cái thứ hai là điều hòa thì âm trần, mọi thứ cảm giác rất là đẹp. Dù diện tích có nhỏ hơn bên T nhưng mà mọi thứ đều rất là hài hòa và đẹp. Điều hòa thì âm trần kín đó. Và trên đây là toàn bộ cái căn hộ của chúng ta trong ngày hôm nay, một căn hộ hai phòng ngủ được thiết kế theo phong cách Indochi, nhìn rất là đẹp, tinh tế và mắt mắt. Với tôi thì đây là một căn hộ khá là đẹp và hợp lý. Thì hy vọng các bạn sẽ có những cái trải nghiệm trong cái căn hộ này. Đừng quên để lại những lời bình luận dưới comment. Hãy like, share và subscribe kênh cho chúng tôi để tiếp tục ủng hộ cho chúng tôi. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo. Xin chào.